Mời các bạn ăn cơm nha. Cải nấu canh. Cá rô chiên giòn các bạn ạ. Chiên xù. Trứng nè các bạn, rô cái trứng nè.
Cá nào cũng có trứng hả bà? Trứng nè. Này cà phê nha các bạn. Chia sẻ cho các bạn chút hơn nha. Chào các bạn nha.